chảo kho quẹt với tấp mỡ của mình cũng đã xong nha mọi người. Anh trai phải không, ăn món kho quẹt tấp mỡ nha anh. Ok luôn, cái món này đơn giản dễ làm nhưng mà ăn cơm nó rất là hao luôn nè. Trước hết thì mình cho mỡ vào nè, rồi sau đó thì mình phi tỏi hành tím cho nó thơm, rồi mình cho nước mắm, đường, bột ngọt, tương ớt, một chút nước, rồi sau đó mình nấu cho nó sôi lên, rồi hả cho tấp mỡ và tiêu vào sau. Nhà mình còn bao nhiêu tấp mỡ đó thì mình cho vào hết luôn đó. Mình kho cho nó kẹo rồi á, mình hả cho ớt và hành lá vào nè, như vậy là xong. Chào tất cả mọi người, cái chảo kho quẹt với tấp mỡ của mình cũng đã xong nha mọi người. Đây là cái món mình làm theo yêu cầu nha mọi người. Ăn với cơm nè, đậu bắp nè, đậu rồng nè, đó, với sầu đâu nữa. À, thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Để mình quẹt miếng. Rồi. Nó rất là thơm luôn nha mọi người. Cho nó đã. Sầu đâu. Có bắp mình quẹt quẹt nha. Món ăn đơn giản mà rất là ngon nha mọi người. Cắn chết vô đã. Đậu bắp luộc á, chấm với kho quẹt rất là ngon. Cái món kho quẹt này hả, đơn giản thiệt nhưng mà ăn cơm rất là hao nha mọi người. Quá đã. Đậu bắp luộc á, chấm và quẹt. Ta nói nó đã. Món ăn đơn giản nhưng mà hao cơm lắm nha.